Rồi, bây giờ thì wow. Và anh Nguyễn Trọng Tài đang có mặt ở Crazy Mall quận 7. Đây là một nơi rất là đông người nên là anh em mình sẽ phải đi tìm những người chơi thật là chất lượng. Những người trên này xem ai là có hứng thú chơi với mình. Bé này hơi nhỏ nhỉ? Được. Ờ, bé này được nè. Hello, hello mấy bạn. Mình là Chi Up đến từ chương trình du lịch tỷ phú. Và đây là anh Nguyễn Trọng Tài. Thì bây giờ chúng mình có một trò chơi nhỏ nhỏ. Thì các bạn có muốn tham gia cùng mình? Dạ được, ok, ok, may quá. Dạ. Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với tiểu mục Bạn Có Dám. Và trên tay Chi Up đang có 10 câu hỏi từ phía chương trình. Sau 10 câu hỏi này, nếu mà đội nào trả lời được nhiều điểm hơn thì sẽ giành chiến thắng. Và đồng nghĩa với việc là người thua sẽ nhận được hình phạt từ người thắng. Ok, mọi người rõ chưa? Dạ rồi. Câu hỏi đầu tiên, ba mẹ có 7 người con gái. Mỗi người con gái có một ông anh trai. Hỏi gia đình có bao nhiêu người? Xin mời anh Tài. Ba mẹ 7 người con gái. Ông trai 10 người. Chính xác. Một điểm cho Nguyễn Trọng Tài. Quá thông minh. Từ em ạ. Sao? Dạ. Con gì đuôi ngắn tai dài, mắt hồng lông mượt, có tài chạy nhanh? Xin mời anh Tài. Đâu ai có hỏi rồi. Con gì đuôi ngắn tai dài? Đúng. Mắt hồng lông mượt, mắt. Có tài chạy nhanh. Mắt màu hồng hả? Con thỏ. Chính xác. Ủa dễ vậy? Trời, anh trả lời nhiều, anh biết trước câu hỏi ha. Rồi anh không biết đâu em, anh thề. Dạ hai câu đầu mà anh. Sao em ạ? Dạ. Cái gì đen khi bạn mua nó, đỏ khi dùng nó và xám xịt khi vứt nó đi? Xin mời. Dạ là than. Chính xác. Quên 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 quên. Một rồi. Ghê. Dạ chỉ mới câu đầu thôi mà. Tết năm nay bé Su 8 tuổi, anh trai bé Su 15 tuổi. Hỏi 5 năm sau anh trai bé Su hơn bé Su mấy tuổi? Xin mời anh Tài. Năm nay bé Su mấy tuổi? 8 tuổi. Anh bao nhiêu? 15. 15. 7 tuổi. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Hai người đào trong 2 giờ thì được một cái mương. Vậy hỏi một người đào trong 1 giờ thì được mấy cái mương? Dạ là 1. Chính xác. Môn gì càng thắng càng thua? Xin mời em. Dạ đua xe. Chính xác. 3 đều rồi. Em không thua đâu. Ok. Tết năm nay bé Na 7 tuổi, anh trai bé Na 11 tuổi. Hỏi 5 năm sau anh trai bé Su hơn bé Su mấy tuổi? Dạ không có bé Su. Không chính xác. Mấy tài. Anh ơi, 5 giây. 5, 4, 3. 7 tuổi. Chính xác. Quá thông minh, quá thông minh. Tại vì sao là 7 tuổi? Vì đó là câu hỏi, đó là hỏi anh trai bé Su hơn bé Su mấy tuổi. Phải bé Su chứ không phải bé Na. Câu tiếp theo, cây gì càng để lâu thì càng thấp? Xin mời em. Dạ cây nến. Chính xác. Tỷ số hiện tại đang là 4 đều. Chỉ còn 2 câu hỏi nữa chia đều cho hai đội. Cái gì có thể giúp chúng ta nhìn thẳng qua tường một cách dễ dàng? Dạ là cái cửa sổ. Chính xác. 5-4 rồi. Chứ có câu đó mà. Hiện tại thì tỷ số đang là 5-4. Và nếu mà câu trả lời cuối cùng của em trả lời đúng, dạ, thì em sẽ được quyền phạt anh Tài. Còn nếu mà anh Tài trả lời đúng thì hiện tại Hòa và anh sẽ đưa thêm một câu hỏi phụ. Thân em vừa trắng vừa tròn, viết bao nhiêu chữ, em mòn bấy nhiêu là cái gì? Dạ cục tẩy. Sao nhỏ ấy? Viết cơ mà, viết cơ mà, viết cơ mà. Cái gì vậy bạn? Cảm ơn anh Tài. Anh ơi. Nam. Phóng. Chính xác. Quá thông minh, quá thông minh. Dạ. Mình tính. Trước khi đến với câu hỏi gọi là cảm tử cuối cùng thì cho hỏi xem là đôi bạn có cảm xúc gì ạ bạn? Dạ em đang rất là hào hứng và rất là rung mà. Tại vì đây là câu cuối cùng rồi. Tại thì tôi thấy khó chịu quá. Sao thế? Thì năm đều khó chịu quá chứ sao? À, là muốn thắng đúng không? Ừ, phải là 9-1 hay là 8-2 gì đó. Rồi. 6 năm cũng được mà đúng không anh? Dạ. anh xấu. Ok. Đây sẽ là câu hỏi cuối cùng. Dạ. Một người phụ nữ 47 tuổi hỏi từ đó có bao nhiêu ngày sinh nhật? Ê, dạ, bằng nhau, bằng nhau. Dạ, 47 sinh nhật, 47 cái sinh nhật. Có bao nhiêu ngày sinh nhật? Một ngày sinh nhật. Dạ. Nhưng mà anh đã bấm đâu?
bấm cùng nhau mà, giờ nó trả lời sai rồi, giờ em trả lời. Nhưng mà em chạm vô trước mà. Nhưng mà em trả lời sai rồi. Rồi, xin mời anh Tài trả lời. Một cái sinh nhật. Chính xác. Anh thật ra là anh không vui lắm đâu, nhưng mà anh vẫn phải vỗ tay để vì xin lỗi với em nha. Anh không muốn. Dạ, đâu có gì đâu anh. Anh sẽ là người đặt ra phần thử thách cho các bạn. Ok, vậy thì bây giờ anh sẽ phạt tụi em nha. Thì anh sẽ cho tụi em hát một bài mà cả bốn đứa đều thuộc. Và hai đứa hát, hai đứa múa. Tự lựa đi. Dạ, em hát. Vì hai đứa này múa. Ok, hai em múa đi. Hai em hát. Sau đây sẽ là hình phạt mà anh Nguyễn Trọng Tài đưa ra cho các bạn khán giả. Hình phạt bắt đầu. Dạ. Và giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì. Khi nắng xuân sang lời mật ngọt còn thầm thì em bước sang ngang đợi chờ một điều diệu kỳ như lúc ban đầu. Và giờ em khóc thì cũng chẳng đau làm gì. Đâu phải cho anh chuyện tình mình mà là vì em đã trao ai dòng lệ tràn đầy cầu kỳ những năm tháng phai nhòa. Đó không trước kia trở về nháy hương tình thân trên cầu thề. Anh ước rằng rằng một mai anh đến. Anh đón em vào sớm mai trong lành. Nhưng đó mai là giấc mơ không thành. Mùi tiếng. Vì ai vì ai. Và giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì. Khi nắng xuân sang lời mật ngọt còn thầm thì em bước sang ngàn để chờ một điều diệu kỳ như lúc ban đầu. Và giờ em khóc thì cũng chẳng để làm gì. Đâu phải cho anh chuyện tình mình mà là vì em đã trao ai dòng lệ tràn đầy cầu kỳ những năm tháng phai nhòa. Đó, hay rồi. Mày quá luôn. Anh thấy em có tố chất làm ca sĩ lắm á. Dạ. Làm như thế này. Dạ, với lại của em cũng rất là có tố chất đó anh. Dạ, cô vũ với bạn em. Đến đây thì chương trình du lịch kỳ thú cũng đã kết thúc rồi. Và TF xin cảm ơn Nguyễn Trọng Tài cũng như tất cả các bạn khán giả đã tham gia với TF ngày hôm nay. Và mong tất cả quý vị khán giả hãy đón xem du lịch kỳ thú vào tối thứ năm hàng tuần trên HTV7 vào lúc 22:45. Và nếu các bạn có bỏ lỡ một tập nào thì các bạn có thể xem lại qua fanpage của du lịch kỳ thú hoặc là cổng thông tin Love TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!